Chào các bạn quay lại với kênh YouTube của mình nha. Tuần vừa rồi thì cái đàn cá phượng hoàng hoang dã Abistorama nhà mình nó đẻ rất là nhiều các bạn. Mấy cặp nó đẻ luôn. Cho nên là mình có tranh thủ mình quay lại và tổng hợp lại thành một cái video để khoe với các bạn. Thì trong cái video này đầu tiên mình sẽ khoe về cái cặp Bita Aniata nhà mình nha các bạn. Thì các bạn đang thấy trên màn hình là cái con cá trống Bita Aniata của nhà mình á. Nó cũng đang vào form và lên màu, lên mè đồ, nhìn rất là đẹp. Và tuần vừa rồi thì nó cũng đã cho mình được một cái đàn cá con F1 cũng khá khá nha các bạn. Thì đây, lúc mà cá mẹ nó dắt cá con ra ngoài để đi kiếm ăn thì mình đã đặt máy quay và quay lại được cho các bạn xem đây. Thì Bita Aniata nó đẻ rất là kín các bạn. Cái bể này là cái bể Cubit 45 á các bạn. Mình hơi là ưu ái Bita Aniata cho nên là mình nuôi cho một cái bể Cubit 45 khá là rộng rãi. Và trong này thì mình để một cái khúc lũa rất là to và rất là nhiều cây thủy sinh, rêu, ráy, rồi dương sỉ rồi trong này á các bạn. Cho nên là cái điều kiện sống là cực kỳ tuyệt vời luôn. Thì cái lúc mà cái con cá mái nó đẻ thì mình trước đó thì mình có thấy nó vàng vọt rồi, người nó vàng khè rồi, thì mình biết là nó sắp đẻ rồi. Nhưng mà mình không thể nào xác định được nó đẻ ở chỗ nào luôn các bạn. Nhưng mà sau một thời gian mình theo dõi cái chỗ mà cái con cá mẹ thỉnh thoảng nó bơi ra, nó ăn rồi nó bơi vô lại á, thì mình phát hiện là nó đẻ trong một cái hốc lũa cực kỳ nhỏ và cực kỳ là khó nhìn luôn. Cái chỗ rất là kín đáo các bạn. Thì nó đẻ ở phía trong đó nên là lúc cái quá trình mà nó đẻ thì mình không thể nào mình đặt máy quay mình quay lại được hết. Mãi đến sau này khi mà nó dắt cá con ra kiếm ăn như trên màn hình các bạn đang thấy á, thì mình mới quay lại được. Và đây là các bạn đang thấy cái con cá mẹ Bita Aniata nó đang chăm đàn cá con của nó các bạn. Tụi cá con thì nó vừa mới ăn hết một bụng Artemia luôn các bạn. Cho nên là bạn nhìn bụng con nào con ấy nó đang màu cam cam á, là toàn là Artemia ở trong á các bạn. Abistogramma Bita Aniata là một trong những cái dòng phượng hoàng hoang dã rất là cao cấp và rất là được ở bên Nhật này họ ưa chuộng. Cho nên là ép đẻ được mấy em Bita Aniata này thấy cũng phấn khởi lắm các bạn. Thật ra dùng từ ép đẻ thôi chứ mình cũng chẳng ép gì cả. Mình chỉ thả đúng một cặp ở trong cái bể này thôi. Và mình cũng không có hạ pH hay là làm gì để mà kích thích cho tụi nó đẻ hết các bạn. Ban đầu thì chỉ định nuôi cho vui thôi. Nhưng mà nó đẻ được thì lại càng mừng các bạn. Thì từ giờ mình sẽ cố gắng chăm cái đàn F1 rất là hứa hẹn này. Tiếp theo là khoe với các bạn một cái bể mà trái ngược hoàn toàn với cái bể lúc nãy luôn các bạn. Cái bể này thì rêu đang lên rất là khủng khiếp và các bạn nhìn là phong cách nó cực kỳ hoang dã luôn. Nếu mà bạn nào mà có xem các cái clip về môi trường sống ngoài tự nhiên của mấy cái dòng Abistorama này dưới đáy sông Amazon nữa thì bạn thấy là chỗ mà tụi nó sống và để các sinh sản đồ cá con đồ thì rêu đồ nó mọc đầy luôn các bạn, và cá con nó hay trốn ở trong các cái lớp rêu đồ. Thì cái bể này của mình là y xì luôn. Bể này của mình là cả năm cả tháng mình không có thay nước. Và mình thả một cái cặp cá ở trong này. Và vừa rồi nó đẻ cho mình một cái đàn cá, phải gọi là cái đàn cá con khổng lồ luôn các bạn. Một số lượng cá con phải nói là cực kỳ nhiều luôn. Và mình không thể đếm hết là có bao nhiêu con cá con luôn nha các bạn. Và bạn nhìn cái đàn cá con này thì bạn có đoán được đây là cá con của dòng gì không? Đây là dòng Hong Sloy nha các bạn. Đàn này là đàn cá con của Abistorama Hong Sloy. Và đây là cái con trống trong đàn này các bạn. Thì cái con trống và mái này bình thường thì nó cũng có hay vần vần nhau một chút. Nhưng mà lúc mà nó đẻ xong thì cả trống cả mái nó đều chăm cá con. Cho nên là mình thả luôn cái con cá trống này, mình không có tách ra. Và đây là mình đã cạo bớt cái lớp rêu nó bám trên cái mặt kính để quay cho các bạn dễ nhìn nè các bạn. Thì các bạn có thể thấy đó, một đàn cá con Abistorama Hong Sloy siêu to khổng lồ luôn. Cực kỳ đông luôn, đông như quân nguyên luôn các bạn. Và cái bể thì phong cách rất là hoang dại luôn. Nói chung là rêu đã bám khắp mọi nơi và chỉ còn thấy một chút dương sỉ thôi các bạn. Nhưng mà nói chung là trong bể này thì các bạn nhìn vậy thôi chứ hệ vi sinh ở trong bể này là cực kỳ ổn định luôn các bạn. Một năm mình không có thay nước bao giờ luôn. Bể này chính xác là mình không thay nước bao giờ và mình chỉ châm thêm, thỉnh thoảng nó bay hơi bớt thì mình châm thêm thôi các bạn. Và cá sống cực kỳ khỏe. Thì nếu mà bạn mà tạo được những cái bể như vậy để mà nuôi Abistorama thì bạn nuôi cực kỳ nhàn luôn. Bạn thả cặp cá này vào đây nó cũng sống khỏe hết á.
Và hai cái đàn cá con của này của mình hầu như là nó nở ra cùng một lúc. Nhưng mà cái đàn Hong Sloy này á các bạn, thì nó ăn khỏe hơn và mình thấy là rõ ràng là nó lớn nhanh hơn cái đàn Bita Niata lúc nãy các bạn. Bita Niata thì tốc độ sinh trưởng của nó mình cảm giác nó chậm hơn các bạn. Còn cái đàn Hong Sloy này á thì cực kỳ dễ nuôi luôn. Nó ăn rất là khỏe các bạn. Và ngoài cho ăn Artemia, mình cho ăn một số loại cám dành cho cá con của bên này á, nó cũng lao tới nó ăn luôn. Nói chung là cái tụi Avistogramma Hong Sloy này á, nuôi cực kỳ dễ luôn. Nuôi cả cá bố, cá mẹ đều dễ. Mà nuôi cá con nó cũng khỏe và lớn nhanh rồi nữa các bạn. Cái đàn cá con tiếp theo mà mình muốn khoe với các bạn là cá con của cái dòng này nha các bạn. Avistogramma Gassi Tefe. Thì trong cái video nói về cái con Tefe này lần trước thì mình có nói là cái cặp này nó đẻ mấy lần rồi các bạn. Cho nên bây giờ mình dời bể thì trước sau thì chắc nó cũng đẻ tiếp thôi. Thì hôm nay nó cũng đã sinh sản tiếp rồi nha các bạn. Cho nên là sẵn tiện cái bể này nó ánh sáng rồi nó đẹp, cho nên là mình có đặt máy quay quay lại luôn. Thì cũng trong tuần này luôn. Cái này là cá con nó vừa mới nở các bạn. Cho nên các bạn có thể thấy là cá con nó rất là nhỏ luôn. Tụi này cá con nó mới vừa nở, nó vừa mới ra khỏi ổ từ hôm qua các bạn. Hôm trước thì cá mẹ nó vẫn còn giữ tụi nó ở trong cái chỗ ổ đẻ, không có cho ra ngoài. Thì hôm nay nó mới ra ngoài, thì mình có thả Artemia vào thì tụi nó cũng đã chịu ăn rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy là bụng con nào con nấy cũng đang lặt lè rồi đó. Nó bơi, tại vì nó vừa mới theo cá mẹ ra ngoài thôi, nó bơi còn chưa giỏi đâu các bạn. Thì thường cá con tầm này á, nó chỉ lướt ở dưới cái chỗ mặt đất thôi. Nó chưa có bơi được theo cá mẹ nhiều các bạn. Thì cái giai đoạn này thì cá mẹ nó chăm con khá là cực. Nó phải liên tục kiểu cá con nó bơi còn yếu á, nhiều con nó phải nó bị trôi ra chỗ này chỗ kia á, thì cá mẹ nó phải dùng miệng nó kéo về lại. Nhân tiện thì các bạn thấy là đây là con cá bố này các bạn, con cá trống các bạn. Thì nó đang cứ lao vào tường. Thì lý do mà nó lao vào tường á rất là đặc biệt các bạn. Thì tại vì cái bể của tụi Tefe này ngay bên cạnh là cái bể của tụi Avistogramma Eremnopis mà hôm trước mình vừa mới khoe trong video gần nhất đó các bạn. Thì giống như kiểu là để cạnh nhau cho nên tụi nó ganh nhau nên hay sao các bạn, thì tụi nó đua nhau đẻ. Thì vừa hôm trước cái cặp bên trái là cái cặp mà Tefe nó đẻ, thì hôm nay cái cặp mà Eremnopis nó cũng đẻ nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái con bên trái là cái con trống của dòng Tefe á, nó đang liên tục khè cái con bên phải, và con bên phải là cái con mái của dòng Eremnopis. Và nó chui vô trong cái hốc cây mà mình bố trí nằm lưng chừng ở trên cao giữa hồ, và nó đẻ vào trong đấy. Đó các bạn có thấy cái chỗ nó vừa mới bơi ra á, thì nó đang đẻ nguyên một cái ổ trứng trong đó nha các bạn. Và nó liên tục bơi ra bơi vô chỗ này để mà nó bảo vệ. Đó thì các bạn sẽ thấy là nó đuổi nó đánh cả cái con cá trống lẫn cái con trống của cái dòng Tefe ở cái bể bên trái luôn các bạn. Và thật ra là mình bố trí rất là nhiều ổ đẻ cho nó, có cả quả dừa mình cắt ngang rồi này nọ mình để vào á, nhưng mà nó lại đẻ vào trong cái hốc cây mà mình để ở phía trên quả dừa, nó nằm ở chỗ lưng chừng á, thì chắc là nó thấy chỗ này an toàn nên nó đẻ vào đây các bạn. Ngoài ra chỗ này nếu mà bạn để ý một chút, bạn nhìn kỹ một chút thì bạn sẽ thấy ở phía bên trái á, có một số con cá con nó sẽ bơi theo cái con cá trống của dòng Tefe á các bạn. Thì các bạn có thể thấy là cái con cá trống nó không hề đụng gì tới cá con của nó, các bạn thậm chí nó còn bảo vệ nữa. Thì cá phượng hoàng hoang dã, cá trống lẫn mái nó đều không có ăn cá con và nó đều bảo vệ cá con của nó, nên là các bạn cứ yên tâm về đoạn này nha. Đó các bạn nhìn thấy không, cá con nó vẫn đi theo con cá bố đó, thì cái con cá bố nó ngậm vào á, nhưng mà tí nó sẽ nhả ra thôi chứ không có chuyện nó ăn cá con. Ngoài ra chỗ này thì mình đã đặt máy quay để mà mình quay lại cái cảnh ở phía bên trong ổ đẻ của cái con Eremnopis này các bạn. Thì các bạn có thể thấy là nó đẻ trứng chi chít ở trong cái hang này luôn. Và nó đang ở trong đấy để nó bảo vệ. Thì các bạn nhìn những cái quả mà tròn tròn màu hồng hồng á, ở phía trên này rồi phía bên trái rồi đó, thì chính là trứng của nó các bạn. Và nếu mà trứng nó màu như vậy á, là nó đã được thụ tinh thành công rồi nha các bạn. Và vài hôm nữa thì nó sẽ nở, và mình sẽ có cá con để chăm.
Còn nếu các bạn nhìn thấy trứng mà nó màu trắng bệt á thì là trứng nó bị hư rồi các bạn, nó không được thụ tinh. Và cũng chỉ một thời gian sau là con cá mái nó sẽ ăn hết những cái trứng màu trắng đó thôi các bạn. Thì ok, bây giờ mình sẽ không có quấy rầy nó nữa. Để một thời gian nữa cá con nó nở ra rồi, nếu mà rảnh thì mình lại quay khoe với các bạn. Giờ thì cứ để cho nó chăm thôi. Còn đây là cặp Ivanakara Adoketa các bạn. Tuổi này thì nó chưa có đẻ nhưng mà nó đang dọn ổ để chuẩn bị đẻ các bạn. Thì đây là cái hành vi của Adoketa khi nó sắp đẻ nè. Bạn sẽ thấy là cả cái con trống con mái lúc mà nó sắp đẻ nó rất là quấn quýt nhau. Và cả hai con nó đều sẽ đi bơi ra bơi vô ở mấy cái chỗ mà nó chuẩn bị đẻ các bạn. Và nó dùng miệng nó rỉa sạch cái chỗ đấy. Ngoài ra thì cái hai tụi nó sẽ ướm thử vào cái chỗ mà nó chuẩn bị đẻ, xem có hợp không rồi nọ nữa các bạn. Chung tụi nó kỹ lắm đó, các bạn sẽ nhìn thấy hành vi của tụi nó. Cái con trống là con mái, hai con nó đều bơi ra bơi vô ở bên này bên kia. Nó xem chung là nó sẽ tìm cái chỗ nào mà nó cảm thấy thoải mái nhất và nó sẽ đẻ trứng vào đó các bạn. Cả hai con cùng tìm và cả hai con cùng dọn ổ. Rất là dễ thương luôn các bạn. Adoketa khi mà bạn ghép cặp tụi nó, nếu mà không may gặp chúng cái cặp mà cái con trống với con mái nó không chịu nhau á, thì nó sẽ dí nhau suốt ngày luôn các bạn. Cái con trống á, đặc biệt con trống á, nó sẽ luôn luôn dí đuổi đánh con mái. Nhưng mà một khi mà bạn đã chọn đúng được một cái cặp mà tụi nó chịu nhau rồi á, nó bắt cặp với nhau rồi á, là nó cực kỳ quấn nhau luôn. Và hành vi của tụi nó nhìn dễ thương lắm, như một đôi uyên ương vậy các bạn. Thì ok, tới đây là hết tiết mục khoe cá đẻ rồi các bạn. Ngoài ra còn có đàn UOBC rồi một số đàn cá lạc vạc khác. Thì hiện tại nó cũng sinh trưởng rồi, rất là khỏe mạnh các bạn. Nhưng mà nó đẻ từ đợt trước rồi cho nên mình cũng không có quay trong cái video này. Còn cái phần cuối này thì mình tranh thủ khoe một tí. Đây là một cái con Chafasiator. Nó rất là còn rất là non các bạn. Các bạn nhìn thấy là kích thước của nó rất là nhỏ, nó chỉ bằng cái con tép lớn thôi. Nhưng mà nó đang lên màu mè rất là đẹp. Và tuy là mới bé xíu xíu thôi nhưng mà đã lên vây rồi này nọ rồi, nhìn rất là ngầu các bạn. Thì như hôm trước mình nói á, trong một cái đàn các bạn nuôi lớn lên nó sẽ có những cái con xuất sắc như vậy. Tức là khi nó kích thước nó còn rất là bé nhưng mà nó đã lộ rõ cái vẻ đẹp của nó rồi á. Thì những cái con này nếu mà bạn mua thì bạn nên lựa những con này, sau này nó rất là đẹp với các bạn. Cái bể này thì cái đèn nó xấu á cho nên là nhìn nó hơi hột hột và mờ mờ, các bạn thông cảm. Nhân tiện thì tiếp theo thì cũng khoe một tí về cái con Bistorama FB Cuieri. Cái con này thì hôm trước nếu mà bạn nào coi cái video setup lọc đáy để mà nuôi Adoketa của mình á, bạn sẽ biết là cái con này sẽ là được cái shop mà mình mua họ gửi nhầm tới cho mình và sau đó họ tặng luôn cho mình á. Thì mình nuôi một thời gian nay nó cũng khá là lớn rồi này các bạn, và cực kỳ tăng động luôn và rất là máu chiến các bạn. Nhìn cũng khá là lạ, màu mè thì cũng khá đẹp. Cuối cùng thì mình xin kết thúc cái video clip này bằng cái con Abistogramma Inca 50 hay còn gọi là Abistogramma Bainstri các bạn. Thì hôm nay cho ảnh ăn, thấy ảnh sung quá nên mình cũng cho cái gương vào để cho ảnh khè, để lấy được một cái đoạn clip một chút cho ảnh lên sóng, chứ để lâu ngày các bạn lại quên cái dòng cá phượng hoàng rất là đẹp này. Nếu mà bạn nào chưa biết về Abistogramma Inca 50 thì có thể tìm các cái video clip trên kênh YouTube của mình, một dòng cá phượng hoàng hoang dã siêu đẹp, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Thôi đến đây thì cái video này nó cũng quá dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video clip khác trên kênh YouTube của mình. Đừng quên bấm like và subscribe kênh để mình có động lực quay thêm nhiều video clip đẹp về các cái dòng cá phượng hoàng hoang dã nói riêng và các cái dòng cá cảnh nói chung.